Ok, lên em. Hôm nay chúng ta đổi gió sang Xbox coi có thông tin gì mới không nha. Đợt này Xbox họ marketing khá là nhiều luôn. Nên có rất nhiều con game sẽ lên cái PC Game Pass lần này. Hầu hết những con game trong đó khá là chất lượng. Hôm nay tôi cũng tranh thủ thử vào một vài con luôn. Điển hình đầu tiên là con mà Xenosaga Hellblade 2 nè. Game này thì nó sẽ là ra mắt trong vài ngày tới thôi. Tôi nhớ hình như là ngày 21. Khoảng là 3 ngày nữa thì con game bom tấn này nó sẽ ra mắt. Nói về cái nền tảng đồ họa thì con game này nó cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Đây là những con game mà sắp tới sẽ lên PC Game Pass. Anh em có thể lướt qua trên cái thông tin chính chủ. Nói về cái PC Game Pass này á, anh em sẽ được trải nghiệm nó thông qua cái nền tảng Xbox có sẵn trên cái Windows của chúng ta đây. Anh em sẽ đăng ký cái gói này. Cái gói này Ultimate nè. Thì anh em sẽ chơi được rất là nhiều thứ, thậm chí có thể là remote vào cái điện thoại của anh em để chơi luôn. Về cái mà PC Game Pass này thì tôi đã có một cái bài đăng rồi. Nếu như anh em có thời gian đọc thì có thể lướt qua đây. Đây, PC Game. Sao chế độ tìm kiếm à, nó chậm vậy? Đây là PC Game Pass giá cực rẻ luôn ở cái thị trường Việt Nam của mình đó. Thì chi phí là một tháng khoảng là 59.000, coi như làm tròn hình 60 đi. Đối với 60.000 này anh em có thể chơi được cái thư viện của Xbox. Thông qua mà cái ứng dụng Xbox này, nguyên cái thư viện của PC Game Pass luôn, rất là nhiều con game. Có game mới nó sẽ lên đây, có game cũ nó cũng sẽ lên. Và có một con game, số con game nữa hết thời hạn thì nó sẽ rời đi. Nói chung là nếu anh em mà chơi những con game indie nhiều như tôi á thì cái gói này nó khá là ngon, thậm chí là các game 3A của Ubisoft hay là EA nó cũng lên đây luôn. Tí nữa thì tôi sẽ chơi một con game 3A là con này đây. Còn lần này thì tôi giới thiệu qua cái PC Game Pass cho anh em. Nếu anh em mà muốn thử thì cũng có thể đăng ký gói nửa tháng, nó chỉ có khoảng 25.000, 24.900 gì đó. Đây nè, tôi ghi lộn đó, để tôi sửa lại. Thực ra là 24.900, coi như anh em làm tròn hình 25.000 đi. Đó thì anh em sẽ được trải nghiệm cái gói này trong vòng nửa tháng, có thể thử qua hầu hết cái con game luôn. Hiện tại những con game sắp ra mắt trong cái tháng 5 này và đến đầu đầu tháng 6 á. Đây, đầu tiên là con game Immortal, tí nữa tôi sẽ chơi Immortal of Avium. Đây là con game 3, nếu như anh em chưa từng biết đến nó thì tôi cũng nhận được cái bản này ở bên Steam rồi, nhưng mà tranh thủ đợt này tôi thử qua bên Xbox luôn. Tại đầu nào thì nó cũng thông qua cái ứng dụng này thôi. Đó, nên tôi tí nữa sẽ thử con này. Thử nghiệm trước đó, một con game 3 coi chất lượng nó như thế nào. Dù là một con game 3 nhưng anh em sẽ là không có gặp thông tin tin tức về con này nhiều. Vấn đề này chắc nằm ở marketing, còn chất lượng game ra sao hên xui. Game này là cái bản bản này á, nó sẽ lên cái mà Xbox của chúng ta, lên cái ứng dụng Xbox này nè, PC Game Pass này nè, là khoảng ngày 16 rồi, khoảng 2 ngày trước rồi. Nên bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm được con game này rồi. Trước đó thì ngày 15 là chúng ta có một con game giải đố gọi là Chain of Sana. Game này cũng khá là thú vị nha, nó đã từng được đề cử rất là nhiều giải trong cái đội Game of the Year. Nếu anh em mà đam mê cái dòng game giải đố á, thì có thể thử qua game này đó. Lượng đánh giá nó cực kỳ khủng khiếp luôn, over luôn nè, over well luôn nè, hơn 12.000 được đánh giá, mặc dù nó ra mới ra mắt đây thôi, cũng khoảng là 3-4 quý, gần 1 năm mà. Giá cũng khá là dễ chịu, còn anh em mà không muốn tốn tiền á thì có thể chơi được trên này luôn đó. Qua cái box này, tí nữa thì có thời gian rảnh tôi cũng sẽ chơi con này luôn. Nó một cái dòng game giải đố rất thú vị. Đây là con game EA, nói về cái chủ đề đua xe hay gì tôi cũng không biết nữa. À, cái này gọi là cái gì, phút con cầu đúng không, hình như là trượt băng rồi đánh mấy cái quả bóng gì đó. Tôi thì không có rành thể thao đó, tôi cũng không biết. Thì tí nữa chúng ta sẽ chơi con game này. Đây là cái găng tay vô cực của chúng ta nè. Senua Saga thì vừa mới giới thiệu xong rồi, phần này nó sẽ là hai ngày 21 tháng 5. Bây giờ anh em đăng ký thì có thể tải trước con game, đến 3 ngày nữa thì có thể vào game chơi luôn. Game này nó cực kỳ nặng luôn nè, nhưng mà đổi lại cái nền tảng đồ họa của nó là cực kỳ mà thấm đẫm luôn á, dạng như gần như chất lượng cực kỳ tuyệt vời rồi. Anh em xem mấy cái đoạn trailer hay cinematic rồi đó, nó phô diễn rất là nhiều luôn. Anh em có thể tải trước cái bản này. Galactica này là game này thì tôi cũng không biết cho lắm, nhưng mà trong cái thể loại xây dựng nó có vẻ thấy khá là thú vị đó. Xây dựng là quản lý nè, cũng độc đáo phết nha. Game này nó sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 5, tức là vài bữa nữa rồi. Ok, game này tôi cũng sẽ chơi luôn. Nhìn cái hình quản lý như thế này là thấy rất là thú vị rồi đó. Chắc là chúng ta quản lý mấy người ngoài hành tinh này, rất là nhiều chi tiết thuộc tính luôn nè. Đây, nó cũng sẽ lên PC Game Pass luôn, nhưng mà tôi cũng ủng hộ một wishlist trên Steam đó. Có người nhận kia chơi sớm nè. Ủa sao nó không à, giờ mới hiện. Hôm nay là cuối tuần nha,
nên cái nhà mạng của chúng ta bóp rất là nhiều. Đầu tiên này là một con game trắng đen phải không nào? Đây nè, tôi nhớ có lần mà lúc qua thông tin con game này rồi, cái hạt tay nó rất là đặc biệt luôn. Hạt tay nó nè, nó là không phải là dạng anh tỉnh nha, nó có rất là nhiều animation trong đó nữa. Win Now là con game dọn nhà, lúc trước đây giá nó có khá là rẻ lắm, anh em có thể co-op hoặc là solo chơi một mình với bạn bè. Game này khuyến khích co-op đi, chơi với bạn bè rất vui luôn. Nhưng mà giá hiện tại con game này nó hơi cao, anh em có cái gói PC Game Pass này thì chơi nó gần như là miễn phí, mỗi tháng chỉ có 60 ngàn thôi. Humanity này thì tôi đã từng chơi trên kênh rồi, anh em nào rảnh thì có thể lục lại với cái từ khóa này. Chúng ta sẽ chuyển trình hình một chú chó Chiba này, sau đó là kết hợp với thay đổi giải đố, đưa cái nhân loại đi tìm cái đường sống. Love Island cũng là một con game 3A luôn, nếu như anh em đã từng biết nó. Thiết kế bối cảnh thế giới cũng rất là độc đáo, tuy nhiên nó cũng rất là lắt léo luôn nha, anh em tìm đường đi trong này cũng hơi bị cực cả. Đây, nó là con game roguelike, đánh nhau rất là đẫm đậm chất và khó nhằn luôn, đúng là đát đẹp tầm tối luôn, game cũng khá thú vị. Quay hoặc là một con game mà của anh em Trung Hoa của chúng ta là rất là nổi tiếng ở Việt Nam, có một cái bản Việt hóa như con game này rồi, nói về cái cuộc điều tra trinh thám của mà cái thanh niên rồi đó. Cái cốt truyện nó thì nói ra là sợ spoiler á, nên anh em có thể chơi đi, con game mà dạng pixel thôi, không phải pixel nữa mà nó 2D dạng ngang ngang á. Đây, con game này được đánh giá là lên tới 35.000, rất là khủng khiếp nha, giá nó cũng khá là rẻ, nó giờ từng giảm 50% rồi, còn 60.000 thôi. Game này chơi cũng rất là thú vị, yếu tố giải đố nhưng mà một cốt truyện nó truyền tải rất là nhiều luôn, nói về cái bi kịch của một gia đình và một cái người đi điều tra nó. Rất là nhiều cái mà cốt truyện xoay quanh cái con game này rồi, nó cũng là được rất là nhiều người, rất là nhiều streamer bên Việt Nam mà để ý tới nó. Anh em mà lục tục mấy cái kênh khác á, cũng có rất nhiều người chơi game này rồi. Con Ninh Hiêu này thì tôi không biết, lướt lướt qua luôn. Ngày 4 tháng 6 nó sẽ lên Steam. Ủa lên mà cái PC Game Pass này. Giờ này khá ít thông tin. Một game mà một game chắc là mang tính gia đình giải trí là đơn giản thôi. Ngoài ra thì cũng update thêm một số cái DLC của con game. Coi. Sơ sơ thế được rồi. Bây giờ chúng ta vô game chủ đề chính của ngày hôm nay là con game Immortal of. Anh em đăng ký mà cái gói PC Game Pass thì sẽ được chơi con game này. Đăng ký bao lâu thì chơi thoải mái thôi. Thời lượng con game này tôi nhớ lúc trước có đọc á thì nó loanh quanh ở đâu là 20 đến 30 giờ chơi thôi, thậm chí có thể ngắn hơn nếu anh em good tốc độ hoặc là tùy phụ trợ cái độ khó. Lúc anh em cài con game này thì nó vẫn phải chạy thông qua cái launcher này. Trên Steam thì tôi không nhớ nữa. Tí nữa thì tôi lên đẩy thử trên Steam sau. Bây giờ tôi thử trên cái này luôn. Rồi chúng ta vô game. Lẩm nhẩm như thế cũng thấy đủ rồi. Con máy tôi nó khá liếu mà. Đây, đồ họa nhìn cơ bản nó cũng tương đối ổn. Tôi đã bật bật mà cái FPS lên khá khá đó để có thể chơi được cái FPS ổn định. Thực ra con game này á, nó là một con game FPS góc nhìn thứ nhất, nên cái chuyện FPS của anh em á, nó mà thấp thì anh em có rất là khó chơi trong cái dòng game như thế này luôn. Nếu anh em chơi mấy con game chiến thuật nhập vai hay gì đó đơn giản thì hệ thống chiến đấu nó ở trong cái phạm vi nhất định đó, như tầm gần đó á, thì anh em có thể hy sinh cái lượng FPS cũng được. Nhưng mà với con game này á, thì anh em dạng như bắn súng rồi, nó ngắm bắn rất nhiều thứ luôn, các phép thuật rất nhiều, hoa hòe chói cả mắt, nên cái FPS nó rất là thấp á, sẽ khiến anh em rất là khó chơi game này, nên thành ra anh em muốn mà có một trải nghiệm chân du tuyệt vời nhất á thì hãy có một cái con máy có hình mạnh đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu game, đây là bốn cái độ khó, chúng ta chọn cái độ khó nhất đầu game luôn đi để cho trải nghiệm mà tương đối đơn giản thôi. Đây là những cái cảnh đồ họa trong game, họ render ngay trực tiếp luôn nè. Có một vết thương trong thế giới của chúng ta ngay chính giữa của thành phố Avisium, vết thương nó ngày càng lan rộng hơn ngày từng ngày, gần như là bao trùm nuốt chửng lấy cả năm cái vương triều ở đây. Người lãnh đạo của chúng ta thì đã bỏ qua gần như cái cuộc chiến này rồi, tập trung vào cái khả năng mà điều khiển phép thuật là chính, tức là thay vì họ giới hạn lại cái vết thương này á thì họ lại tập trung vào khai thác cái sức mạnh của mấy cái phép thuật đó, nâng cao cái quyền lực của bản thân thôi. Game này cái tiếng audio nó lớn phết luôn, để tí nữa vô ấp trành chúng ta chỉnh lại sau. Cái gì đây, đấu kiếm nhau à?
burned alive as they watch. Sao cái bách gao nó nhìn mà mờ vậy nè ta? Armies of Glaivegate fell. To Sandrak, the bold and terrible. Cái giọng dẫn chuyện cũng nhẹ nhàng đó. Không có cái chất mà đầm ấm chầm chầm của cái giọng dẫn chuyện. Sao kỳ vậy? À lũ đạn nó diễn kịch anh em ơi. Nó diễn kịch. Vãi thiệt. Cái gì đây? Câu cá à? À nó đi móc túi. Móc túi bằng cọng dây câu. Khán giả ở đây thì tập trung vào mấy cái đó hết rồi. Hèn gì nhìn cái đoạn cắt cảnh đầu game mà tôi tưởng cái đoạn cắt cảnh nó kinh phí thấp nên nó mới như vậy. Bớt gì? Nhân cái gì? Quên lời thoại anh em ơi. Đạn diễn quên lời thoại. Hết sọ. Rồi móc. Dính. Vãi cái thằng điên mất túi một cục súc nãy lời luôn. Rớt cái nón cái đầu quay sen đấm đằng sau luôn à. Đúng là giang hồ hiếm ác không bằng dòng lòng người giang án thiệt. Luna là em đó, còn mình tên là Gia Jack. Tên là GIX hả? Giống mà cái bình nhựa ha. Vì đây mấy thành phố mà dạng bám víu trên một cái bách tường vậy nè. À dưới gầm cầu luôn anh em ơi. Nguyên một cái thành phố mưu sinh mà của dân đen sống dưới gầm cầu. Nhìn cái cảnh này tôi nhớ đến cái cảnh mà trong cái phim LL đó, Liên Minh Huyền Thoại đó. Điều này đồ họa tương đối cũng được. Chữ này chữ gì trời? Segen, sâu tao, thị trấn phía nam. Đồ họa cũng ổn phết đó chứ. Con máy cùi bắp của tôi mà nó hiển thị được như thế này thì anh em thấy chất lượng đồ họa nó xứng đáng với một con game 3 đó. Đi theo cái con bé Luna này. Game này nó di chuyển nhanh phết đó nha. Nè. Đi từ từ thôi, để ngắm cảnh rồi chứ ơi. Mấy cái cối xe gió đó thì chắc là cung cấp năng lượng điện cho thành phố nữa. Mấy nhân vật trong này đơ đơ. À có double zoom luôn nè. Ngon. Mấy con game mà đầu game có double zoom như thế này là tôi rất là thích đó nha. Không ai sử dụng cái thang nâng hàng này cả. Đây, nhấn F nữa hả? Calthus surrendered to Sandrak and then he burned all their magnite alive. Well, that's not nice at all. What kind of message does that send? Cái gì đấy? Có cả lựa chọn câu trả lời luôn nè. Trời ơi, nó không dùng nút cách mà nó dùng nút enter. You missed the part where he's called the tyrant of Rashan, right? You said you weren't paying attention. Cái tạo hình nhân vật của em này nhìn nó không được đẹp cho lắm. Còn mấy người kỳ thị gì đâu nha. Chỉ là cái cảm quan của tôi là không thích cái tạo hình nhân vật như thế này. Chơi xinh cái đẹp thì còn đỡ. Nhấn nút G. Đây là em Luna. Cái gì? 19 của cái tháng hình gươm là sao? 1039 BA. Không có tên tuổi gì anh vậy? Có cái tên là không có tuổi. Luna là lãnh đạo của một cái băng nhóm mà mình sẽ tham gia vào đây. Đã tham gia vào rồi. Vậy em nó là... Nhảy. Đi từ từ còn ngắm cảnh thành phố rồi chứ. Nó có nói về những cái mà kinh khí cầu á. Nó sẽ đến đây vào vài ngày đó. Một vài ngày đó nó sẽ đến đây. Cái này đó. Chị em lên với anh. Vãi. Chơi chơi đi. Mình nhảy lên cái nó xô mình xuống. Game nha. Cái gì đây? Thành phố hiện đại quá vậy. Nâng em luôn được không? Xịn sò vết đó chứ. Có cái phép thuật mà sống ở nơi tồi tàn như thế này á.
bình tĩnh cán bộ ơi, em không có làm gì đâu, đi thôi. Cái gì mà nó cao như nào, nhấn ép à, nó dạng như mà cái thang máy vậy đó, nó như cái gồng gọc hai bên nữa. Anh em thấy là cái chỗ mình đang bám vô nó đi lên á, thì bên kia nó đi xuống, nó dạng như cái vòng sáng hình tròn vậy đó. Không có thang máy nên chúng ta toàn đi kiểu này không à. Cái gì, em này chuẩn bị đi đâu hả, sao mà nói lời tạm biệt với đang nó đây. Em là đội trưởng của mình á, em mà đi là coi như cái băng nhóm của mình nó tan rã luôn. Nhìn gì đó cháu, nhân vật ở đây đúng là có tí animation đó, nhưng mà nó vẫn cảm giác hơi mà trống rỗng à. Cái cảnh hồi nãy thì có cái pha mà sinh hoạt nâng cái xe nó lên á thì khá được á. Nhà của chúng ta thì trông như một cái bãi rác thiệt á. We don't technically know if the wound is totally bottomless. All signs point to yes. They'll be okay, Luna. I'll watch over them. I've got an idea. Em này tính làm gì nữa đây? Tôi cảm giác mà nó lâu lâu nó hơi giật giật nha. FPS là chúng ta sẽ cũng có thể là xoay quanh ở mức 60 á. Thôi thì để cái đồ họa cũng tương đối là trung bình. Cắt cảnh này, mấy cái hộp đó kìa, gọi là mấy cái vết thương ở dưới cái thành phố Elysium của mình nó đang lan rộng ra đó. Wow. Target practice. Why not? It's our civic duty as citizens of the Seren Underbridge. Mình là coi như hành động này có giống như đang chữa trị cho thành phố vậy đó, tiêu diệt mấy cái vết vùng nhọn này. Fair. You're all about duty right now, aren't you? Nice. You'll make a good soldier. Cậu đúng là một cái người lính tuyệt vời đó. Em đã vô quân đội rồi. Ồ, mình cũng bắn được cái nào, chứ phải mình phế đội đâu. Or maybe it's better boots. Cheese, Jack. Wait, what? Soldiers get to eat real cheese. Boots are just extra. Em này có vẻ là không thích quân đội vậy. Rashan's got no idea what's coming. Rồi hướng dẫn em bắn đi chị ơi. Vẫn là ước mơ kiếm tiền mua một cái vùng đất thôi, và một cái kệ để đầy những cái đôi giày mới luôn. But I don't. Not really. You're the first person I've met that actually wants to fight in the Everwar. No one escapes the draft, Jack. They do all the time. You're not even going to try. Besides, I don't want to fight in the Everwar. I want to fight for Lucium. Exactly. Em này thì vẫn không muốn đánh nhau cho nhiều lắm. Just shut up and shoot. Rồi, shot nè. Ok, coi anh thể hiện năng cưng. Nhấn chuột trái để bắn. Không phải bắn vô này. Chúng ta giơ cái bàn tay cách phép. Cái gì? Đơn giản vậy thôi đó hả? Gì vậy? Blue and Sand. No offense, but what we do is được cái tinh chất màu xanh dương này nè. A Magnus is like pow bing. Tinh chất màu xanh lá. Yeah, some magic might as well mean no magic as far as the magna is concerned. Magic và Magni là cái gì? Magic là một phần trong tất cả cuộc sống của người dân ở đây luôn. Một bài có thể sử dụng nó một số ít trong nó nhỏ. Ngoài ra cũng có một số cái trang bị để nâng cấp cái Magic này lên. Nè, wow. Nãy anh kia nâng nguyên những xe hàng, còn thanh niên này đang làm gì? Chứ pha gũ anh. Cũng được, xây dựng cái thành phố cũng khá lỗ map đó. Mặc dù con máy tôi nó hiển thị không hết, nhưng mà nhìn chung cơ bản vẫn là đẹp. Xanh dương, xanh lá luôn. Nãy giờ là hai màu này là nhiều. Mình có thể ngửi thấy cái mùi lẩu ở đây. À, nhà mình đây đó hả?
cũng đẹp quá ha. Có thêm cái quảng trường phía trước nữa nè, bên sau là bên này là cái gì? Hai đứa nhóc. Không mừng sếp về à. Em Luna đó mới là sếp, còn mình vẫn là lính của em nó thôi. Chị sẽ sang tuổi 16 giờ sáng sớm và bắt đầu đi gia nhập quân đội hả? Hoặc là nó đi như một người bình thường cũng vậy. Chúc mừng sinh nhật. Mặc dù không ai nói với em như vậy cái điều này. Ăn cái gì trời? Ăn cái này giờ tưởng tượng nó như là một cái bánh kem đi. Thôi, nấu cái lẩu nào, lấy một ít rau củ trên cái tủ đi. Khi nào mà Caleb về thì báo cho em này. Caleb là nào ta? Vậy ở đây là mình có khoảng 5 người sống. Được cái bất động sản như thế này là cũng ngon nghẻ lắm á. Rồi đóng cửa này không cho mình ra ngoài ngắm cảnh tí nữa. Có hai thằng nhóc nè, mình với em Luna đội trưởng với cái thằng mà Celeb vậy á. Chắc là năm anh em siêu nhân rồi. Cậu nấu cái gì trong nồi lẩu cho cái buổi sinh nhật đó? Thử hả? Quất luôn, sợ cái gì? Phải, nó nấu bằng những cái ốc sên với mà mấy cái nấm gì đó. Kệ, ở Việt Nam mình ăn ốc sên cũng nhiều mà. Game này nó di chuyển rất là nhanh nha. Tôi cảm giác rất là chóng mặt luôn á. Ở đây giống cái lò sưởi phết. Anh em mà nướng bánh pizza trong cái này là đúng ngon quá. Chúng ta đang sống vào tạm bợ vào bám víu vào một cái thành phố á, nên cái này là cái đường ống hơi nước của cái thành phố chính nè. Chúng ta xây cái nhà cho nó luôn. Có đường đi lên luôn nè. Thiết kế chi tiết phết nha. Được cái quyển sách nói về cái đội quân ánh sáng gì đó. Ôi nhiều chữ quá, nhiều chữ quá. Đang làm gì đó em? Chọn một vài cái tấm poster và sau đó dán vào quyển sách cho nó thành một cái bộ sưu tập luôn. Em này học cái gì không học mà học ba trò này không à? Is that what happened to Luna? Brain rot? Is that why she's joining the Light's Army in the morning and leaving? Anh em nhìn cái máy tôi nó không lót hết đồ họa nên con. Yes, sir. No. Nên cái mặt con bé này nó cũng lót không có đầy đủ cho lắm. I'm no big dummy, Jack. I know you're not. Em này nó vẫn sợ cái mà chị Luna của nó bỏ đi thôi. Luna là lãnh đạo của mấy đứa nhóc này mà. Mình cũng là một cái lính đác theo chân là Luna đó. Được cái bất động sản 3-4 cái phòng như thế này đúng số dách luôn. Hai cái giường ngủ của hai đứa nói nè. Mình thì dách trên tầng này. Ủa mình đâu có phòng đâu hả? Phải, có ba cái giường ngủ thôi. Hai cái gói chắc mình ngủ chung với em đó à. I know you told them. I did not. Well, something's got them all riled. It's not like it was hard to figure out you're leaving. Packing bags. Không có để nhận ra là cậu chuẩn bị rời khỏi cái nơi này đâu. Đóng gói sẵn hàng hóa rồi, cũng mà bỏ luôn những cái ngày tương lai trên lịch rồi. Nói chung là em này cũng chuẩn bị ra đi luôn rồi đó. Chắc là đi nhập ngũ thôi. Would you rather fight a 100-foot tall crab or 101-foot tall crabs? Không hiểu cái này cho lắm, dọn này đó. Does it matter? It's 100 feet tall. Then fine. The 100-foot tall one. Why that one? There is glory in that one. Idiot. Look, I'm seriously innocent. They just figured it out. Yeah, I know. Mang giày lên trên giường luôn rồi. Not yet. I'm sure we'll all. Cái phần đồ họa nó render cũng thấy mà hộp hộp hơi bị nhiều nha, hơi bị noi á. Just let me know when Caleb's back. Rồi. Khi nào Celeste về thì sẽ báo cho em này. Có rất nhiều thứ luôn. Nhưng mà tôi nghĩ mấy cái này là lựa chọn để biết theo cốt truyện thôi. Rồi, gặp lại cậu sau. Tạm biệt. Tí nữa xuống ăn tối ha.
Rồi mình ra ngoài được nè, đi ngắm cảnh rồi. Gương lướt được không? Không, có cái gương ở ngoài như thế này thì phải cho người ta lướt đầu đi chứ, nhìn ngứa thiệt á. Này là gì? Hái một vài cái lỗ dao xuống à? Jack, remember to be super supportive of her when she tells everyone at dinner. Mới nhìn cứ tưởng cái ống chích không à. Được cái chỗ như thế này để sống là quá ngon lành luôn rồi đó chứ. Trời, cuộc sống nó cơ cực gì nữa. Bất động sản giờ giá là rất cao rất ngưỡng luôn. Ô. Ô, cái đường đi lên này nó tiện quá ha. Thiết kế cái nhà cũng đẹp á. Nhìn ăn cái nồi súp. Thằng này celeb không? Đúng rồi. Celeb về chưa? Có món quà sinh nhật cho cậu nè. Một cái món rất là hời đó. Tuyết hả? Tuyết là cái gì? Tôi chưa từng thấy tuyết bao giờ cả. Cái gì dính máu hay vậy? Thôi xong rồi, thanh niên xuất huyết luôn rồi. Máu bè bét ở trên luôn, xong rồi. Nó chỉ là phát bắn may mắn của mấy thằng địch thôi. Gì mà liều thế này? Phải thiệt. Nó không muốn phá hỏng cái buổi sinh nhật của cái em mà Luna này nên là liều mạng như thế đó. Bây giờ mình đi kiếm thuốc đi. Trông chừng anh ấy cho cẩn thận nha. Lấy nước và khăn sạch, đừng có để anh ấy ngủ. Lau sạch vết thương cho anh ấy. Vừa kịp ăn cái nồi súp nữa. So, what's the plan? I'm still making it up, but I'm pretty sure it's this way. You're making it up? It's gelling. Have faith. Caleb's gonna be all right. Mình đi kiếm thuốc cho cái thằng xe đép đó. Con này nó di chuyển rất là nhanh nha. Tôi chạy theo mà nhìn không kịp luôn. Cái FOV nó cũng không phải là thấp lắm đâu. Chào anh cán bộ. Có mấy cây thang này đi nó cũng khá vấn đề. Có một cái thương nhân á, bui gần hết cái ngôi nhà ở phía tay phía cái mà tổ này luôn. Noble beans rich. Rich means magic. Magic means what? I don't know. Healing crystals or something. Drugs from top. À, nó cái ông đó đó là một cái đại gia buôn bán bất động sản ở khu này nên hẳn ổng là sẽ biết một tí phép thuật. Mà có phép thuật thì đồng nghĩa với có một cái viên tinh thể hồi máu. Nhiệm vụ của mình là chắc đi chọn mấy cái thuốc hồi máu của ông đó về do thằng celeb. Mà cái vụ chọn này tôi nghĩ là cũng không có êm xuôi đâu. It's just this kind of thing comes naturally to you. Like it's so natural you didn't even know what our plan was going to be when we headed out and now bam. Here's how we're getting out of this. You're going to do great when I'm gone, Jack. Ê, phá được cái gương nè. Được 4 vàng. Vậy là tí nữa về mình phá cái gương ở nhà. Lút được cái gì không? Từ từ vô ngắm cái thành phố một tí coi. Sau này còn đi lại trong cái khu này nhiều lắm. Không nhớ bản đồ rồi thôn luôn á. Rồi thiết kế đèn rồi. Đợi với bạn ơi, từ từ thôi. Nhạc nghe cũng khá là êm dịu. Mấy nhỏ này nó cứ gình cái gì dưới vậy? Tưởng đâu có ai tắm dưới. Ê dồi dồi. Thanh niên múa phép nhìn thấy mà ngầu đét ha. Best friend. Funny. Looks like they're in a hurry. What do you think they're doing here? I don't know. It's
Game này không có aim sát acid, không có cái mà chế độ mà hỗ trợ mình ngắm đó, nên mà ngắm cũng hơi mệt đó nha. Bắt đầu chiến dịch liên trọng nào. Game face Jack. Yep. Gì? Đu dây hả? Và nhìn cái biệt thự của ổng kìa. Phía trên là một dãy nhà nữa. Thiết kế sao mà có cọng dây đu thẳng vô cái cửa nhà ổng luôn thế này. Cửa là cũng mở luôn kìa. I don't know what any of this stuff is. What color is life magic? Life magic? Look, I don't know. I think it's green. Just look for green. Có quá nhiều thứ trong cái nhà này luôn. Đúng là nhà của đại gia bất động sản thiệt. Nhìn cái phòng ngủ ngầu đét nè. Nó có một bàn hả ông nội. Nhà đại gia mà một bàn. Trong khi cái nhà nằm giữa đường á, thì nó cái thùng nằm giữa đường thì nó tới 3-4 bàn đó. Cửa này nó không mở này. Nhiều kệ sách quá ha. Em kia đi đâu rồi? Lên cầu thang trên này hả? Này gì đây? Nhìn như là cái ấm trà nhá. Đúng là nhà giàu, nhiều thứ mình không biết quá. Tự nhiên có cái nút màu xanh lẻ ở đây vậy? Đừng có nói cái kệ sách ẩn nha. Ông nào thiết kế cái kệ sách ẩn mà để cái nút chà bá như thế này. Phải. Thiết kế gì mà để cái kệ sách như kiểu mà chỉ đúng vô chỗ này có đồ á. Oh shit. You didn't say he was a Magnus. Do you know how to work a sigil? Cậu có biết cách hoạt động với sigil không? Just open it or whatever. Ủa, bắn vô cái gì là mở luôn đó hả? Bảo mật gì bố đời cái gì? Phải đái, không có cần phép thuật gì hết. Cái này gọi là phép thuật vật lý nè. Cậu nói cẩn thận là như thế đấy à. Bây giờ làm thế nào đến cái cục này bây giờ? Biết cách sử dụng không? Ây da, cán bộ thấy rồi. Ọp anh cán bộ. Ây da, nhẹ nhẹ anh ơi. Em có chống đối gì đâu. Chống đối gì đâu. Nhẹ nhàng. Đường nào vậy? À bên đây. That's the city alarm. Just for us. Baron's being attacked. Bình tĩnh anh cán bộ ơi, bình tĩnh. Hiệu ứng làm cũng khá là tốt á. Cái cảnh mà mình bắn rồi cả cảnh này. Cái gì? Cái tàu nó xâm nhập cái đéo gì đó. Cái quái gì đó. Đấy là Gatchan. Cái lũ xanh đá đang tấn công thành phố của chúng ta. Mình cần phải về với mọi người nhanh lên. Ây da. Phải FPS cảm giác như còn về 340 luôn em ơi. Ủa cái này là dân đen, nhầm sau ghi anh. Đường này phải không, đường này phải không? Chạy trước luôn. Yeah. Đánh dân thường á. Cứu, vậy cứu dân thường rồi chứ em. Sao mà cắm đầu chạy vậy? Ủa, hai này mình tấn công được luôn hả? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Không còn ai nữa, đi thôi. Rồi tiếp tục đu lên cầu thang này.
chắc mình chạy về nhà rồi dẫn mấy đứa nhóc trong đó mà đi trốn khỏi cái khu này thôi. Rồi Thao Phương lạc lối ra đâu đó. Rồi thôi xong rồi. Em Luna đó còn sống không đó? À vẫn còn. Em nó còn hỏi mình có tỉnh táo không nữa kìa. FPS nó thấp quá anh em ơi, tôi cảm giác như nó còn có 30 mấy gì đó. Cái gì đây, tầng lớp 2 em đánh nhau à? Coi nhìn người ta đánh múa rồi kìa. Thế quái nào mà cậu hành động mà như một người lính như thế này? Em cháu ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Cái méo gì đó, sao sặc mùi mà đít lắm như thế này? Bắt cái gì? Holy shit. Rồi 5 mạng trừ 3 mạng còn 2. Bắn kiểu đó thì bố ai mà sống được. Sao tự nhiên nó bắn vô cái nhà làm cái méo gì mấy thằng này? Đạn dư tiền á. Rồi thanh niên mà màu xanh lá gục luôn, màu xanh dương gục luôn rồi. Cái gì đó, cái gì đó. Trời, chọc chó làm cái gì trời. Con quỷ Luna này. Mày đéo có việc, mày đéo xong việc ở đây đâu, thằng khốn nạn. Chạy đi dắt. Nổ không thôi. Holy. Nó chơi one hit lại luôn. Trời ơi, em chọc chó chị với em. Nhìn cái thằng top tay nó ngầu lòi như một con boss vậy đó. Em thì chưa có nhập ngũ nên em đi chiến boss rồi. Đừng bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Đấy, đấy. Cho tự nhiên mình bá đạo dữ vậy nào. Bá nhập à. Bắn như bắn đại liên nhá. Phải thiệt. Rồi hết mana, nằm gục liệm luôn. Đúng là thức tỉnh sức mạnh trong mà mấy cái lúc như thế này. Tỉnh chưa? Còn sống không? Em Luna nãy là mới bị ăn một chưởng thôi, chưa thấy bị thương gì nhiều, mới bay xuống vực à. Không biết gõ sống chết nha. Mấy con game mà đầu tư cốt truyện như thế này có khi mà cho em Luna còn sống. Rồi sau này hai bên gặp mặt thì mất cái tư tưởng với nhau đó. Bất đồng quan điểm thì hai bên bêm nhau chẳng hạn. Nên bây giờ là mới biết là ba đứa nhóc trong nhà chết thôi. Còn em Luna thì mới té xuống vực à. Nhìn thấy cái gì đây? Trời ơi, cái quả cầu. Đúng là cuộc đời bi thảm. Số phận đen như cái màn sương tăm tối luôn rồi kìa. Chúng ta ở dưới đáy xã hội rồi đó nha. Bây giờ chả còn gì để mất nữa. Còn có tên không đó? Gikan. Cái bà này danh tấm áp thích đầu game nào. Đầu game vô tôi cái nhòm thấy bả đó. The next time it happens. Trong chương 5 thì đúng đó, lần tới mà cái chuyện này xảy ra nó có thể giết chết cậu. Chúng tôi đã bám theo cái bọn Rashan đây là từ cái Segen rồi. Jack. Giờ mới xin tên. Bà lặp lại câu đó hai lần luôn. Bà này là thống lĩnh của quân đội rồi đó. Quân đội thì bao giờ cũng đến muộn hết. Tôi biết cô là ai. Tôi đã nhìn thấy cô trên cái tấm áp phích rồi. Lúc đầu game á, đúng rồi đó. Join the fight, tham gia vào cái những chiến này. Mình cũng khá là bình tĩnh, không có điên loạn trước mấy cái chết của người bạn mình. 5 mạng thì đi hết 3 rồi, một con gỗ tung tích rồi. Bây giờ còn cái gì để mất đâu, chắc đi theo bà đó thôi.
suối nguồn năng lượng à, suối nguồn năng lượng. Năng lượng nó chảy bên trong bạn, nó đến từ cái dòng chảy ley line này. Tất cả các năng, các mà thực trên thế giới này cũng đều là cái điều đó thôi. Nếu đủ may mắn được lựa chọn thì có thể bắt lấy cái nguồn ma thực đó và trở thành bất cứ thứ gì giống như bạn muốn. Cả thế giới này đều như vậy rồi. Có một cái dòng chảy nữa ở phía dưới, nó gọi là cái show game, nơi mà ma thực nó khởi nguồn ra. Đây là cái dòng chảy ley line, chỉ chảy ra từ nó thôi. Nhìn nó đi. Hãy thử nhìn vào cái hệ thống của nó, mạng lưới của nó. Gào thét gì lên không? Tôi có cần phải nhắm mắt hay là tưởng tượng ra cái gì đó à? Không có cần gì đâu. Chỉ đơn giản là nhìn vào cái dòng chảy ley line đó thôi. Chỉ vậy thôi à? Anh em cũng nhìn thử ai coi có phát hiện ra thức tỉnh cái siêu năng lực gì không nha. Quảng cáo nước mà... cái gì? Quảng cáo nước lọc Aquaman gì đó hả? À, xanh lá đỏ xanh dương kìa, ghét danh lưu luôn kìa. Nó nằm ở khắp mọi nơi luôn. Nó thì bao phủ cái AVM này như một cái lưới gì đó, bao phủ bởi tất cả những cái thực chúng ta chiến đấu trong cái trận chiến không có hồi kết này. Tất cả điều gì có mục đích là điều khiển cái pháp thuật này là chính. The Magni orders. The armies those orders command. Now that the other kingdoms are either lost or scattered, only Lucian remains to resist the tyrant of Rashan. Sandrak. Là cái thằng đó đó. Là mấy anh ngầu đét luôn. Bên Sinh Dương đâu đang đấu với mà bên phe đỏ. Hồi nãy mình đánh con boss là cũng bên phe đỏ. Vãi thiệt, coi cái khiêu nó kìa. Ở dưới thì có gồng, ở trên thì có địch. Chùm kìa. Dư chấn địa chấn à. Méo thấm ảnh luôn. Phản lại một cái chiêu thức mạnh hơn gấp trăm lần thôi. Vãi đái thiệt, nó cắt cái khiêu đó là nó đéo cần quan tâm quân địch quân ta gì luôn á. Mà nãy giờ chưa thấy ai chết bằng cái kiểu dính đạn á cho nó. Chỉ thấy là té xuống vực thôi. Lũ xanh đá đang tấn công chúng ta từ khắp mọi mặt trận luôn. Tôi biết cô muốn nói cái điều gì đó, nhưng mà tôi không phải là chiến binh. Tôi sẽ cải thiện nó cho cậu. Vãi đái, bây giờ mới vô game nè anh em ơi. Nãy giờ mới là tutorial đầu game thôi. Giới thiệu cái bi kịch của nhân vật chính chúng ta. Cũng được, mở đầu như thế này cũng tương đối ổn rồi đó. Mặc dù nó khá là truyền thống cơ bản, nhưng mà nó nhét bi kịch ngay cái lúc mà nhanh gọn nhiều quá. Đầu game có mà 5 nhân vật thì tôi chỉ mới nhớ tên mỗi em Sena thôi, với cái thằng Caleb gì đó. Xong rồi chưa kịp phụ tên nữa thì thấy đã nằm xuống hố hết rồi. Mỗi em Luna thì bị tích dưới cái đáy xã hội đó luôn. Tiếng nhạc cũng epic quá đó chứ. Giống như cái cảnh mà đi xem phim vậy đó. Nghe cái đoạn trailer đầu phim rồi. Game này mấy cái hiệu ứng nó làm xuất sắc hết luôn á. Mấy cái bối cảnh thì nó cũng khá là đẹp, xứng đáng với con game 3. Nhưng mà cốt truyện thì còn hên xui, chúng ta mới chơi mới biết được. Còn game này thì nãy giờ tôi mới chỉ có phàm trưởng một nút thôi, chưa biết có cải thiện gì thêm không. Đó, chúng ta đang ở đâu như thế này? Tàn tích cổ à. Cái chỗ này giống cái chỗ ban đầu ha, vẫn là cái bức tượng bốn cái sừng đó đó. Cậu chưa bao giờ thấy bức tượng gần như thế này.
A giant bridge, sir. Use it. Một cây cầu khổng lồ á. Thì chỉ có cái cân đổ băng hay quá vậy. What Rashan did to your home in Saren. Cái điều mà cái lũ Ghassan đã làm với cái quê nhà của bạn ở Sergen đó, nó cũng xảy ra khắp mọi nơi đều tương tự như luôn. Chữ nhiều quá đọc không kịp rồi. À, đến đây để huấn luyện mình, tiếp tục cái mà buổi huấn luyện dành cho mình thôi. Đây là tốt nhất để tiếp tục cái bài huấn luyện cho cậu. Nhưng đây này nó gỏng tết luôn, làm gì có ai ở đây đâu. Cái dầu huy sẽ giúp cái cậu mà tập trung vào cái ma thuật của mình, giữ nó ở mức độ nhất định. Nếu không nó sẽ giết cái cậu đó. Giống cái găng tay vô cực phải không? Yes. Now get ready to fight, Magnus. Fight what, sir? Chiến đấu với ai bây giờ? Chiến trường thì có lưu trữ những ký ức của nó. Rồi đây, bây giờ mình mới bắt đầu vô thực chiến nè. Cái quá trình đào tạo bà này dành cho mình không biết mấy năm rồi. FBS về dưới đáy xã hội luôn. Bắn được 8 viên rồi nè. Vừa di chuyển vừa ngắm bắn nó khó phết luôn á anh em ơi. Cảm giác FPS nó thấp quá à. Ok. This way. Tiếp nữa à. You weren't entirely without magic when we met. Innately, you knew how to defend yourself with it. Yeah, I really just knew how to clean weird gunk off the underside of a bridge. Sao chị cứ bay không vậy, còn em phải đi bộ như thế này. Right now, you need to learn how to defend yourself better. At range. Go to that spell altar there. It will teach you. Bây giờ thì mình sẽ học cách bảo vệ bản thân bằng cách là thôi chế tạo cái gì, tạo ra một cái khiên. Nãy giờ công rồi, giờ chuyển qua phòng thủ. Wow, tôi cảm thấy là gần như bất khả chiến bại luôn. Now let's see what you can do. Cái gì vậy trời, cắt cái khiên bằng nút táp hả con game này? Thì nó nhảy qua kìa. Đồ họa nó nhìn là cái phép giới còn mù mắt không nha. Quá đơn giản chị ơi, chị có cái bài thử thách nào khó hơn không? Sầu hết ra đi vậy. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Cái phép thuật trên thế giới này á, được chia hình dạng là ba màu luôn. Chắc là ba màu ghét ghen luôn hồi nãy chúng ta đã thấy á. Hầu hết mọi người thì chỉ giới hạn cho là một màu thôi, còn riêng mình á thì được ba màu luôn. Nhưng mà ba màu thì nó cũng chưa chắc tốt nữa nha. Khi người ta chỉ có một màu duy nhất á, người ta sẽ tập trung vào phát triển cái màu đó lên. Còn mình tới ba màu thì hên xui. Đây, tiếp theo là cái màu đỏ nè. Mình đang xài cái màu xanh dương nè. Còn bây giờ mình hấp thu cái màu đỏ này thử coi. Có cần phải tháo cái màu xanh không nhau? Không phải bắt bằng tay trái nữa. Nói chung là cứ đụng vô đi, lẩm nhẩm nhiều quá anh dắt thôi. Không có cần tháo cái cũ ra. Get fire hả? Hơi thở của lửa hả? Yes, neat. Now take the spell. Nào, giờ hấp thu nó thử coi. Tôi cảm thấy rất là nóng máu rồi đó. Cảm thấy cực kỳ nóng máu luôn. Phép thuật nó cũng có sự sống của riêng nó. Riêng cái màu đỏ này nó hướng đến bạo lực rất là nhiều. Nó cái cây màu đỏ này nó có 3 viên đạn rồi nhá. À, nó dạng như là cây sọt ganh với anh em ơi. Tức là anh em bắn là nó sẽ lan ra cái đạn rất là nhiều luôn. Đơn giản vậy thôi đó hả? Don't get overconfident. The Rasharnians will always have you outnumbered.
Vậy làm sao mà à, cuộn chuột á, cuộn chuột cái đổi màu. Đâu viên đá hồi máu gì bà nói đâu, lấy viên đá hồi máu này nếu như mình cần đấy hả. À ủa đâu, à trong này nè, cái viên mà đầu tiên mình đi trộm về cho cái thằng gì đó không ta, cho cái thằng xe đép gì nó bị thương á, là mình đi trộm cái viên đá hồi máu nè. Nhấn xe để sử dụng cái viên đá hồi máu rồi ok. Some spells are not focused through your sigil, but through a totem. Take that one. Cái này là cái mới nữa. Whoa, I can feel it coiling. What is that? Cái này là cái gì? Nó là một cái roi, mình có thể kéo cái quân địch về phía của mình. Nó rất là hữu dụng trong rất nhiều tình huống luôn. Kéo quân địch hả? Kéo bằng lúc nào? Chuột phải. Qua đây bạn ơi. Bạn đi đâu đó? Go to the next altar. Đây là mấy màu xanh lá. Trong tất cả các màu sắc đó, thì màu xanh lá này nó khá là đặc biệt. Nó mang tính chất của linh hồn như là sự sống, cái chết và sự chuyển đổi gì đó. Yeah. Cảm giác như là đây một phần của cái chết hả? Ôi vãi, bắn như cái mà đại liên đó anh em ơi. Cái đầu tiên thì giống cây mà súng tiểu liên, cái thứ hai giống cây sọt ganh. Sang cái màu xanh lá này á, thì nó lại giống cây đại liên hơn. Gì đây? Ê, té bực, té bực. This altar grants you the animate spell. Giờ này nó di chuyển nhanh quá luôn á. Này là cái gì? Cái hình thái của mình có thể chuyển đổi hình, cái năng lượng của mình á, có thể chuyển đổi thành rất nhiều hình thái khác nhau luôn. Cái này khả năng mình điều khiển phép thuật đó à. Đi bay xanh nào. À. Nhấn nút S để kéo nó về, thay đổi cái hình thái của bức tượng luôn. Múa lên nè, anh em coi tôi đẩy nó lên nè, đó, kéo nó xuống nè, đó. Cái viên đá màu xanh lá giống như cái viên đá thời gian trong mà cái vô cực chứ. Đầy máu này. Công nhận cái viên màu xanh này nó bắn rất là đá tay luôn. Nhưng mà cái viên màu đỏ thì nó giống như sọt kênh. Nhận được 8 cái tinh thể đỏ. Nghĩ sao mà chị vô em bắn mấy cái con nhện con đấy. Còn cho mình mấy cái đá hồi máu nữa chứ. Có ai cần đâu nào. Ready yourself. Cái gì đó, cái gì đó. Watch the archers. Cẩn thận cái bọn bắn cung này. Này thì cẩn với trả thận nè. Ra đây hết đi mấy bạn ơi. Good. Good cái gì phải gọi là perfect. Perfect luôn. Rồi bây giờ đã đủ trình độ để tham gia vào cái đội quân ánh sáng chưa? You mean you? You just give me one and boom? Boom, sir. Ê, có đồ dưới. And tell me about the order of the immortals, sir.
Back in Saren, you said you were their leader too. That's a... Are they a different thing? The Immortals are more than soldiers. We're the champion protectors of Lucia. The Immortals thì còn hơn cả một cái chiến binh bình thường nữa, cái binh lính bình thường nữa. Nó như là bậc thầy phép thuật với nó. How many Immortals are there, sir? Too few. Remember to use more than one spell. Bắt đầu quái nó trâu hơn đó nè. Đi giá, đi giá. Furies are powerful spells that will take great energy to cast. À, cái bây giờ cái phép này á sẽ giúp cho mình mà phá vỡ nguyên cái mà lớp giáp của quân địch luôn. Ghê vậy. Cái thanh mana bar ở dưới của mình. À. Quá mạnh mẽ. While you constantly draw magic from the shrouded realm, it can drain quickly in combat engagements. Those crystals there, use them to replenish your magic quickly and stay in the fight. Có gương bọng gì nó không? Chỗ này hình như đi qua một lần rồi vậy. A single Magnus of the Light's army, with the right training, could have repelled Sandrak's forces here. Saved the lives of those that called it home. Yeah? And why didn't they? We can't be everywhere at once. So, kinda like Saren then. Save that anger for your final challenge. Rồi, đây là cái bài thử thách cuối cùng nó dành cho mình thôi. Làm gì đây? Đánh boss đâu không? Còn đéo gì đó. Đánh boss rồi. You fall here, you die here. Ây da, ây da. Quá đơn giản luôn. Uống máu luôn à, uống máu trước mặt mày luôn à. Cái gì đó? Bạn bây giờ đã tìm thấy cái ba sơ rồi, mình có thể trang bị nó bằng nút G trong cái bộ gear lab của mình. Ba sơ này sẽ tăng cho mình một số giáp nữa, nó sẽ giảm cái lượng đam mà mình nhận vào. Ok, ngon. Đây, bấm vào đây. Mình sẽ có cái giáp tai này. Bạn có thể tìm để mua mới những cái huy hiệu, mấy cái tu tầm, mấy cái nhẫn, à, mấy cái bao tay này. Mỗi cái thì nó sẽ cho mình một số cái thuộc tính sức mạnh khác nhau. Tùy vào cái mức độ hiếm của vũ khí á, thì nó sẽ cho mình cái sức mạnh nhiều hơn. Đây là cái bao tay level 1, nó cho mình 75 giáp máu mana. Pin lip này là dạng như cái kỹ năng mình có thể cắt ra đó. 75 giáp thì mình giảm được 16% sát thương nhận vào. Lớp giáp của cái siêu mình là 125. Ghét ghen luôn nè. Sức mạnh sinh dương của mình là 10. Hai cái xanh lá với mà đỏ thì nó không có nhiều. Map đây đó ạ. À? Ôi vãi. Ủa đâu? ZC để quay. Trời ơi. Gear. À, mấy cái vũ khí của mình đây. Nồi sinh dương này nó bắn rất là chậm luôn. Chỉ có 3 viên đạn nhưng mà nó 100 đam. Nồi xanh lá này thì đương nhiên là nó bắn cực nhanh. Tốc độ bắn nó lên tới 83, băng đạn là 24. Để tôi tính thử được cái DPS này nha. Coi như là 8 đi, 20 là khoảng 160.
160, cái này 164. Còn cái này khoảng 150. Vậy là tính ra màu đỏ bắn cận chiến thì không cần cái độ chính xác tối đa, nó dễ bắn hơn, đam cũng cao. Cái này ổn định nếu như mình cân bằng giữa cái ngắm và bắn. Nhân đai vô cực, nó có lỗ để anh em khảm mấy cái viên đá vào nè. Khi mà anh em tìm đủ 5 cái viên đá, anh em có thể bút lại một trái là phần nửa quân địch chết hết. Cái này trang bị vô cái kéo kéo á, tăng 10 sát thương màu xanh dương. That was impressive. The Oathbroken of Kalthus are a difficult challenge. Thank you, sir. High marks all around, Jack. Meet me topside. Rồi, gặp cô, gặp em này hết chưa anh? Đi thôi. Xong cái bài huấn luyện rồi, đưa ra chiến trường luôn đi chị ơi. Em đi cân hết quân địch cho. Đó, khi nào mà tôi thấy được cái trận chiến thực sự, đến lúc nào đó thì sẽ được thôi. Nó khó khăn hơn nhiều so với mà việc học một cái kỹ năng nhất định như thế này. Tôi thì cũng chưa có tin tưởng bà này lắm, bà vẫn là một cái phe trong cái trận chiến tranh này thôi. Tôi không muốn là đi trên cái đường này này, giống như chỉ là một cái người lính thông thường vậy đó. Đừng có khiến tôi sai này, chiến đấu gì đó, là chỉ là một lời hứa với người bạn rồi thôi. Đó là cái vết thương lòng của tôi, lời hứa với gia đình. Gia đình méo gì đây? What I'm getting at is, I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you, one of the elite. Mình thì muốn chiến đấu với một mà chiến binh ưu tú giống như bà này nè. Sir, that lie is just so... How do I put this? I'm not buying it. Right? You're training me personally. You command the entire. Chị quân điện tôi nó quan điểm cá nhân thôi. Oh, hey, how about I raise a few phantoms here for this kid I just met? Because I guess I got time to spare. It absolutely works that way. Mình cũng có tham vọng rất là cao nha. That's where this is going. Đó là điều khiến cậu đặc biệt đó. Just how many soldiers do you think Lucium has left to train? Nói cho tôi có bao nhiêu chiến binh nghĩ cái Lucium đó thì nó rời khỏi trận chiến hả? And we're still losing. Sandrax literally pushed us to the edge. Sandrax đang đẩy cái quân của chúng ta đến bên cái bờ vực tử thần này. Đừng có mà đòi hỏi bằng cái vấn đề đó. I like you. I found a child so lost and so angry whose new powers could easily make them a threat. Tôi thích những người như cậu. The choice was either to kill you or to turn you into a weapon against Rashard. Because we need everyone we can get. Nói chung là bảo phiên mình đi chiến đấu với tất cả mọi người thôi. Was to kill me? Don't mistake my attention here for an endorsement into the order, Jack. You'll put in the time on the front lines like everyone else. Mình sẽ ra tiền tuyến như bất kỳ những cái người nào khác. How much time are we talking? 5 năm sau, trời ơi. Tham kiếp hơi bị nhanh đó. Tôi tưởng là nãy giờ huấn luyện là cũng 5 năm rồi. Hóa ra là huấn luyện xong đào tạo thêm 5 năm nữa. Tức là trình độ mình hồi nãy là bá đạo rồi đó. Bây giờ sau 5 năm thì nó lên một mức kinh hoàng khủng khiếp luôn. Rồi, đi chiến quân boss cuối, chúng ta hoàn thiện game luôn. Bây giờ chắc là lần đầu mình ra chiến trường quá. Kìa. Phải. Thanh niên đẹp trai tướng tướng hồi nào bây giờ chơi cái đầu mà hai cúc gì. Nhưng mà có nét từng trải nha. Hồi nãy là mình 16 tuổi thì bây giờ gần như 21 rồi. Grand Magnus on deck. Anh nghỉ ngơi đi, để tôi lo. Attention. Thank you, Marshal. Anyone that stood up needs to stay that way. Their next wave is moving in and we've got positions that need bodies. The Rasharnians capture this ley line, we can all lie back down permanently. Lết cái xác đi, bắt đầu làm nhiệm vụ mới nữa thôi. You're with Barker, right? I need him to cậu line là Barker, up the strikers đúng không? Along the eastern wall. There's a red division on its way. Yes, sir. Round 2. Vùng 2. Haven't had enough yet. We haven't given them enough yet. That still work?
5 năm rồi có đồ gì mới không anh? Good. You're Holland Mead's oldest, aren't you? Yes, sir. You've got a fear in your eye you don't need today, son. Còn có một nỗi sợ trong mắt. Sorry, sir. Ai mà không sợ? Today's the day they turn tail. I know these things. I told your father the same thing at Sundown 10 when he was your age. Sure enough, it happened then too. Nơi cái trận chiến mà đầy rẫy mấy cái ma pháp như thế này thì một dân đen này cũng bay màu cái một thôi. That's just a silly name to make our enemies cry at night. But this is real. No Roshanian spell gets through this today. Thank you, General. Trong con game này á, ai mà vẽ lên mặt nhiều á là người đó có sức mạnh bá đạo à, anh em thấy chưa? Mình có hình xăm, bà này cũng có cái hình xăm trên mặt luôn. You know it is, Jack. And both of us know I'm ready. Chúng ta đều biết là tôi đã sẵn sàng rồi. FBS nãy giờ về dưới đáy xã hội luôn á anh em ơi. Tôi cảm giác là có 30-40 à. Serve Lucium. Don't. That'll just make me mad. You've had 5 years to come up with an answer to that question. I'm tired of hearing what your friend. Cậu trưởng thành trong vòng 5 năm với chỉ những cái câu hỏi và câu trả lời vớ vẩn như thế thôi. Our only focus right now is holding this ley line tower. First thing that happens if Sandrak gets it. Vãi, nhìn mấy anh lính khổ vãi luôn coi kìa. Straight at our rivers. And our rivers decide they're not real anymore. An intelligence briefing showed me Sandrak can attune the rest of the towers he's captured to this one. Like a net. He's never been this close, has he? No. And if we don't stop him, he'll magnify his magical capability by a staggering amount. How staggering? Like I said, some serious end of times shit. No rivers, no fish, no need to fight if we starve to death first. And as Lucians, we love fish like you wouldn't believe, Jack. You love it so much that no drinking water is more of a side concern, apparently. Watch it. Yes, sir. Bà này tên là Kikan nè. Trời ôi vãi, chiến trường nó khốc liệt kìa. Chụp lại tấm hình này. Cái dòng chảy lay lay kìa. Cái gì đó? Sandrak's overextending himself. Tôi cảm giác như còn có 10 FPS rồi. Or are we just hoping that's the case? We're just hoping. Today's the day they turn tail, sir. Switch on and get to the forward bastion. Rồi, mình sẽ là tiên phong mở đường luôn. Jack. Cần help us win this. I'll know you're ready. Tôi biết cậu đã sẵn sàng để giúp chúng ta chiến thắng cái cuộc chiến này. Rồi gắt game luôn. Rồi anh Guild Engineer của chúng ta đã bay màu luôn. Rồi thôi, hôm nay chơi là chúng ta cho biết con game như thế nào. Tự nhiên là bị lỗi ngay cái nút mà bắt đầu cái trận chiến đầu tiên chúng ta luôn có điểm rồi đó. Đấy. Con game 3 nhìn cũng khá là thú vị, gameplay cũng tương đối thú vị luôn. Mặc dù tôi chỉ mới qua cái giai đoạn tutorial thôi. Nhưng mà nhìn chung chơi cho anh em biết cái con game Immortal Hub này. Anh em có thể trải nghiệm nó trên cái gói PC Game Pass giá rất là phải chăng. Đây. Mặc dù tải về thì nó vẫn chạy qua cái EA hàm này nhá. Đó. Anh em vẫn phải cài mà cái EA này vô để có thể chơi được con game này. Ngoài con game này ra thì còn rất nhiều con game nữa cho anh em chơi nè. Đây, God Simulator 3 nè, Dune nữa nè. Football Manager, Dust Rider, game lành 2 luôn, game lành 2 là một con game rất thú vị. Quay hết đó nè. Tomb Raider, con game giải đố, Godder á. Game này nhớ cũng mới ra mắt gần đây, giờ nó đã lên rồi. Kona 3, Kona 2. Manolo đó nè. Manolo là con game rất là thú vị nha. Game này do có một người làm mà, nó vẫn đang trong cái giai đoạn là early access. Tuy nhiên nó lên đây thì anh em sẽ thấy nó gọi là cái game preview. Tức là cái bản mà trải nghiệm sớm á. Nó thì cũng chỉ là một cái tên gọi khác của cái kia thôi, nên cơ bản là nó giống nhau, gọi là early access đó, là nó nè. The Big City
con game con mèo đi phá hoại đâu. Có thời gian rảnh thì tôi sẽ trải nghiệm hết cái này. Figit Father. Con game mà rất là hay, tôi có viết cái bài review về nó rồi. Anh em nào rảnh thì có thể kéo qua để đồng. Game này gần đây họ cũng ra mắt cái bản Việt hóa rồi đó. Anh em nào muốn trải nghiệm con game này thì cái bản Việt hóa đó thì rất là xứng đáng cho anh em trải nghiệm luôn. Đây, chuyến hành trình tiễn đưa lên nồi đầy ấm áp và nhẹ nhàng. Brigitte Fager, cái gì? Brigitte Fager, Fager. Hành trình tiễn đưa linh hồn. Con game này rất là đẹp nữa. Từ cái cốt truyện nó rất là nhẹ nhàng, cho đến cái game này nó rất là thoải mái. Anh em có thể thư giãn hơn nhiều. Đồ họa nó nhìn cực kỳ nghệ thuật luôn. Đó, cái tông màu rất ấm áp nhẹ nhàng luôn nè. Game này hồi trước là tôi có clip mà quay cho anh em khá nhiều đó. Rất là nhiều anh em trúng thưởng chọn game này luôn. Thì cũng có một vài anh em trúng thưởng từ cái phần quà con game này của tôi rồi. Nên đây là cái bài review tôi viết nè. Anh em nào đọc cái bài này rảnh thì đọc. Còn thôi có tốt nhất là vào chơi trải nghiệm con game luôn. Game rất là hay nha. Bây giờ nó trên Fiji Game Pass này, anh em có thể trải nghiệm nó thoải mái. Rồi thôi, hôm nay đến đây thôi. Có thời gian tôi chơi tiếp mấy game nữa. Game này coi như là chúng ta trải nghiệm ban đầu là đủ. Nếu như anh em muốn thêm á, có thể vừa hôm qua cái PC Game Pass này chơi tiếp. Rồi, ok, bye bye anh em. Tương lai thì tôi còn một số game tôi muốn chơi nữa nè. Rất là nhiều nhưng mà thời gian có hạn nên đừng có đầu tính nữa đó.